Tối ngày 3 tháng 10, trong quá trình tuần tra trên địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố Đà Nẵng đã tìm được và trao trả lại tài sản cho một vị khách nước ngoài. Cụ thể, tại khu vực đường Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà, tổ tuần tra của lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố đã phát hiện 3 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Khám xét nhanh trên người 3 thanh niên này, tổ công tác phát hiện một gói cỏ Mỹ, một ví da có nhiều tiền mặt, kèm giấy tờ là một thẻ tạm trú, một thẻ visa. Tiến hành xác minh nhanh, lực lượng cảnh sát cơ động đã mời được chị Châu Trinh Chan, 35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đến trụ sở công an phường Thọ Quang làm việc. Tại đây, chị Chan cho biết, ngày 2 tháng 10, mình có đánh rơi một visa nhưng không rõ đường nào, trong đó có tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân quan trọng. Được nhận lại tài sản của mình, chị Chan rất vui và cảm ơn về tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an.